Rồi chúng ta để ý, có một anh chàng nhìn thì vô duyên lắm, nhưng cứ tán một cái cô bé, mà tán suốt 3 năm cấp 3 không tán được. Cái cô bé nó ghét cái thằng đó vô cùng luôn, thằng vô duyên, đụng mặt là nó ghét. Nhưng rồi 5 năm sau mình nghe tin tụi nó cưới nhau. Cái cô nàng ghét cái anh chàng đó, nhưng bản chất anh chàng đó và cô nàng này vẫn xúc thọ ái với nhau, đúng không? Tôi có thể rất ghét bạn Bảo, nhưng bạn này tiếp xúc đủ lâu, một ngày đẹp trời tôi lại thấy bạn Bảo dễ thương chứ. Nó đảo chiều tham, nó đảo sang sân, thì sân nó cũng có thể đảo sang tham đâu mà. Nên nó mới có cái câu là ghét của nào trời trao của ấy chứ. Nên tôi thấy rất nhiều cặp nha, thời đi học nó ghét nhau ghê lắm, mà ra khỏi trường đại học thấy tụi nó cưới nhau. Ngày xưa mình không giải thích được, mình thành cái câu dân gian. Nhưng đến khi mình hiểu tâm lý học Phật giáo thì mình giải thích nó rất dễ. Vậy cái tiến trình này này, chúng ta mới để ý này, tại sao giữa giám đốc điều hành và thư ký trợ lý hay yêu nhau? Tôi nói ông giám đốc Sở Khanh tôi không tính nhá, ông giám đốc đàng hoàng vẫn bị thư ký cưa đổ luôn. Mà nó không cố ý cưa nhá, mà tự động hai người đổ. Là vì họ không hiểu tiến trình xúc sinh thọ mà thọ sinh ái. Rồi tại sao những cậu ấm cô chiêu, những công chúa của con nhà giàu rất hay bị đổ bởi vệ sĩ? Vệ sĩ hoặc thầy giáo dạy kèm là học trò rất hay đổ. Tại sao? Cũng là tiến trình xúc sinh thọ, thọ sinh ái, đúng không? Sự tiếp xúc đủ lâu, cái cảm giác nó khởi sinh, cảm giác ưa khoái khoái nó khởi sinh, thì nó lâu ngày nó tích lũy thành yêu, có thế thôi. Rồi tại sao bác sĩ và bệnh nhân, đặc biệt những cái bệnh nhân mà đến khám định kỳ, rất dễ phát sinh tình cảm? Tuần nào cũng đến khám 1-2 lần, mỗi lần 1-2 tiếng, liên tục nửa năm, tự động tụi nó yêu nhau là bình thường. Nó là tiến trình này, mình hiểu chỗ này nhé. Nên khi tôi hiểu tiến trình này này, là tôi tuyển thư ký trợ lý là nam không, tôi không tuyển nữ nữa. Đấy, các bạn đang thấy có bạn Thế Anh bên dưới to cao đẹp trai không? Đấy, thư ký trợ lý tôi đấy. Trợ lý trong Nam ngoài Bắc cũng có bạn y như vậy. Tuyệt đối không tuyển nữ, nếu tuyển nữ, tuyển người lớn hơn 20 tuổi. 20 tuổi để khỏi xúc thọ ái được, đúng không? Không thể tiếp xúc được nữa, già quá rồi, xúc chẳng có cảm giác gì nữa. Mà không có cảm giác thì ái không khởi sinh. Tiếp xúc mà không có cảm giác thì ái nó đâu có khởi sinh, thì làm gì có tình tay ba đâu. Thấy chưa? Đặt câu hỏi nữa, tại sao trong những ngành như tập gym, như người mẫu, như ca sĩ, diễn viên, như nhảy đầm, múa vũ ba lê, rất hay tình tay ba? Họ làm cái nghề đó dứt khoát tình tay ba nó xảy ra, họ không chống lại được. Các bạn có một ông chồng là một vũ sư, tức là đi nhảy và đi dạy khiêu vũ cho những thanh niên trẻ đẹp, xác suất ông chồng đó bị ngã vào một cô nào đó rất cao. Các bạn có một cô vợ làm PG để đi dạy gym cho mấy cái anh chàng ở phòng tập gym, xác suất cũng đổ rất cao. Dạy yoga bây giờ cũng thế, yoga bây giờ nó ăn mặc không lịch sự như ngày xưa đâu. Giới Hồi giáo nó tập yoga không bị xúc thọ ái. Hồi giáo nó hở có hai con mắt nên xúc chỗ nào. Còn bây giờ mình ăn mặc hở hang, hở ngực, hở rốn lung tung cả, xúc thọ ái nó lung tung cả, đúng không? Mà cứ tiến trình xúc thọ ái này thì tình cảm nó khởi sinh. Mà tình cảm nó khởi sinh thế, tình tay bà nó xuất hiện, tà dâm nó xuất hiện, không trung thủy nó xuất hiện. Phải hiểu tiến trình này. Nên mỗi một lần mà tôi tuyển thư ký hay trợ lý nữ thì tôi chỉ dùng ở văn phòng, còn đi công tác là tuyệt đối không đi cùng với trợ lý nữ, tuyệt đối luôn. Trợ lý nữ chỉ làm việc ở văn phòng và ngồi khác phòng, không cho ngồi cùng phòng. Chỉ khi cần công việc gọi vào họp một tí thì ngồi cùng phòng, xong việc ấy đi ra phòng khác liền. Tuyệt đối không cho thư ký trợ lý nữ ngồi cùng phòng, vì ngồi cùng phòng là tiến trình xúc nó xuất hiện. Mà xúc thì nó dẫn đến thọ, thọ dẫn đến ái. Mình chưa đủ bản lĩnh, con chó trắng của mình chưa đủ bản lĩnh mới là con chó vàng thôi. Con chó đen nó sủa một lúc mình đớp nó luôn, đúng không? Gì nữa? Chứ mình đâu có tỉnh bơ như con chó trắng được, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến được. Thấy chưa? Đấy. Các vị sư trụ trì cũng y như thế. Nữ Phật tử chăm sóc các vị sư kỹ quá là các vị sư hoàn tục.
chăm sóc kỹ quá là tiến trình gì? Xúc sinh thọ, thọ sinh ái. Và khi các vị sư phát hiện ra mình phạm lỗi rồi, nếu những vị chân chính nhá, lập tức họ hoàn tục. Còn sư hổ mang tôi không tính. Sư hổ mang là nó sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để nó che lấp. Vì nó đi tu không vì động cơ đi tu. Nó đi tu là vì một cái động cơ chính trị hay vì một động cơ kiếm tiền. Người ta không tính. Cái đó không tính là sư. Cái nó không thể gọi là thầy được. Nha. Đấy. Còn những vị sư chân chính khi họ phát hiện ra họ bị tiến trình xúc thọ ái chi phối. Một là họ phải cắt xúc. Hai là họ phải tu vào một cái cốc nào đó họ tu tập trở lại. Ba là họ phải hoàn tục. Ngay cả sư Nam Tông là tu gắt củ kiệu như vậy mà rất nhiều vị hoàn tục là vì thế. Vì nữ Phật tử chăm sóc kỹ quá. Cho nên nhớ các bạn chăm sóc. Chăm sóc các thầy. Nhớ chăm sóc chừng mực ít thôi. Chụp hình nhớ đứng xa xa ra 30 mét. Đứng gần quá là nó thành xúc thọ ái. Gần quá xong lại cố gắng khoác vai thầy chụp cho nó oai nữa chứ. Đó, cái tiến trình xúc thọ ái nó khởi sinh. Dạ. Nên cái người nào mà làm sếp á, không hiểu cái này mà tuyển thư ký mà lại gặp một cái cô trẻ đẹp mà lại mắt đào hoa. Phụ nữ mắt đào hoa rất nhiều, lông mi cong mắt ướt, nhìn khuôn mặt rất dễ thương, nhiều lắm. Các bạn tuyển vô vì cho rằng thư ký là đi giao tiếp cùng với mình thì khuôn mặt dễ thương thì dễ gặp, nói chuyện với đối tác rất đúng. Nhưng không biết là khuôn mặt dễ thương, ánh mắt đào hoa nó hút người đối tác, nó cũng hút ngay cả mình. Nên tiến trình xúc thọ ái nó lại tăng thêm một cấp nữa. Thế là cô ta làm thư ký của mình khoảng một năm. Thế là nhà mình ly hôn, lục đục đánh lộn với nhau. Còn nếu chúng ta hiểu tiến trình này, chúng ta phải cắt từ đây để cắt xúc, không tiếp xúc nữa. Còn nếu các bạn đầy bản lĩnh thì các bạn mới cắt được ái. Vẫn tiếp xúc mà cắt được ái. Chỗ này tiếp xúc là cảnh nó xuất hiện. Lấy cảnh luyện tâm. Bây giờ lấy cảnh luyện tâm là cảnh ngày nào nó cũng đến, nó tống cho mình 10 tiếng mỗi ngày luyện nội âm tâm không? Lâu lâu nó lướt qua mắt mình một cái, mình mới quản lý được cảm xúc của mình. Còn đây 10 tiếng nó lượn qua lượn lại trước mặt mình. Mỡ nó cứ lượn qua lượn lại trước mũi của con mèo có đớp không? Thấy chưa? Bản lĩnh làm không dễ đâu nha. Nên tốt nhất là cắt xúc. Nếu thấy hay, hãy like, share, follow để lan tỏa và cập nhật video mới.